Alo, chào mừng các bạn đã trở lại với phần tiếp theo của Alien Isolation. Thì nhân tiện đây mình sẽ nói một chút về thông tin. Thì sắp tới mình đã đặt hàng Fort Khai Bóng rồi. Thì như các bạn đã thấy ở trang fanpage của mình, thì mình nghĩ là nếu hiện tại mình vẫn còn một vài game chưa có xong kìa. Thế này mình nghĩ là xong cái patch này mình sẽ tạm hoãn lại cái trò Alien này một chút, để khi nào mình làm xong cái trò Valiant Hearts thì mình sẽ tiếp tục để quay cái trò này sau. Thì sắp tới là đã có 4K bóng rồi. Thì hiện tại là các bạn có thể nhìn thấy được cái sự tiến triển nhiều hơn của những tập trước nó như thế nào nhé. Tập này là nó khá là đẹp, chứng tỏ là sao? Chứng tỏ là mà lời nói của mình đã trở thành hiện thực, đó là cuối tuần là nó sẽ ngầu hơn nhiều. Và hiện giờ chúng ta phải đi nhiệm vụ là gì ta? Thì đắp tờ thì thằng quay đó không biết nó bị cái gì mà bị, chắc là bị con Android hiếp dâm hay sao, nên là bây giờ mình sẽ đi tìm một cái hệ thống, tìm một cái đường lối khác để mà đi. Thì cửa có khóa rồi nên có lẽ mình nên đi hướng này. Có ai không ta? Ok, sáng tiện nay thì mình vừa mới thấy này, một cái loại mình mới vừa xuất hiện. Không biết là nó như thế nào nhưng mà cứ craft đại, khá là tốn điện bộ. Nhưng mà thôi kệ. Đó là mình như kiểu là AMP có nghĩa là mấy cái sóng điện á. Thì mà AMP nghĩa là vậy, những cái sóng điện kìa. Thì mình nghĩ là lúc một chút đồ xem thử mình có thể lắp được thêm những cái đồ gì nữa không. Rồi cứ craft đại bớt đồ đi, và một chút máu magic nữa. Magic vẫn còn 3 cái này thì quá trời rồi. Ok, wow, chỉnh hiện tại này mình đã chỉnh ultra đó này, nên là đồ họa coi như kiểu là maximum rồi đó. Đây ultra nghe, maximum rồi nghe. Thế là thôi, thì các bạn có thể cảm nhận thấy được cái đồ họa đẹp nhất của trò này như thế nào nhé. Thì mình cũng khá là vui mừng khi mà cặp màn hình của mình đã được nâng cấp lên. Và hiện tại là mình đang đi hướng nào ta? Thì cặp màn hình này có lẽ là sẽ chơi được game tầm dài dài, tầm khoảng là vài năm, hai vài bao nhiêu năm ta, 3 4 năm tới gì đó. Để xem nữa, cửa này đi đâu hết. Ủa, cửa này cửa lúc nãy sao ta, nhìn quen vậy. Ở không, lúc nãy chỗ này có cái xác chết của con Android, chỗ này không có rồi. Thôi đi, ok, giờ đi hướng nào ta, tìm chút đồ đi. Theo như radar thì mình đang đi hướng này, để xem mấy bật map có cái gì quan trọng không đã. Cửa này khóa rồi nè, giờ chắc có phải đi hướng này nè. Ok, cứ chạy thôi, vẫn trông được à, có nhiều đường nha, để xem thế nào. Có thể có hàng hóa gì không đã, rồi mới biết, rồi mới đi. Mất công đi không có hàng hóa là thôi chết á. Ok, ui, có một cái đường này, không kể, cái đi hướng này xem thử. Đi mấy cái đường, ủa, đây, chỗ này đây. Để xem đường ống này dẫn đi đâu. Tìm đường đi nào. Tình hình là cửa này khóa nè. Như vậy là chắc mấy cái đường này nó dẫn đi đâu rồi. Nhưng mà không biết đường này có, không biết nó có kiểu như là chỗ này không biết có đường không nữa. Nhưng mà mình nghĩ là chắc mấy cái đường ống cống này sẽ là một cái đường duy nhất mà chúng ta có thể đi à. Rồi sao chúng ta cứ đi đại xem thử. Wow, chỉnh ultra nhìn đẹp kinh này. Là đầu tiên mà được trao đồ họa đẹp. Thật sự thì Battlefield 4 thì mình cũng cũng đã test thử. Nhưng mà dù sao đi nữa thì RAM mình chỉ có RAM 4GB à. Tình hình là mình sẽ đi mua thêm một cái RAM nữa cho nó kiểu là mạnh mạnh thêm tí. Ủa, ở đây có đường đây.
Như vậy máy của mình sẽ gọi là mắt chiến game. Sướng. Ủa? What the f... Mình đi hướng nào này? Chỗ này chỗ hồi nãy rồi, what the fuck. Ok. Có đồ không anh ơi? Cho xin xí đồ đi. Thôi cứ đi thẳng nguyên đường này xem thử. Mong là sẽ có đường mà chúng ta có thể đi. Đây, một cái ống. Ui, giật mình. What the fuck. Bỏ tao ra. Bang. Bang. Rồi ok. Phải, nãy giờ không chú ý có con Android này. Ây da. Thật là ghê quá đi đó hả. Nào. Bây giờ là chúng ta sẽ chiến đấu với Android chứ không phải là chiến đấu với con Alien nữa. Xem nào, cái này có gì quan trọng không. Nốt thì bỏ qua hãy. So. Toàn mấy cái tin nhắn, tin nhũng vậy. Mình nói chung là không muốn đập mấy cái nốt này chút nào ấy. Thề luôn. Ui, ui, áo giáp này nhìn ngầu thế. Kiểu như chiến sĩ á. Ui, nhìn kìa, có huy hiệu kìa. Chắc là đây là kiểu nhầm cái... Sorry, đây là cái bộ du hành vũ trụ. Nhìn trong nó rất giống như kiểu là một cái bộ quân tướng gì á, của thời Trung Cổ á. Nhìn, nhìn trong nó tự tự như vậy thôi. Ok đi. Wow. Nhìn từ xa kìa. Wow. Hình như cái này là không biết là cái này là ánh này hay là sử dụng engine thật nữa. Nhưng mà nếu cái này là sử dụng engine thật thì có vẻ như là khá là đỉnh. Cái gì vậy? Hình như cái này là gì ta? Cảnh báo này. Những kiểu như là những người bị truy nã. Không biết đây là chính là như là đây là đồng cảnh sát sao. Đúng rồi, đây chính là đồng cảnh sát. Hèn chi nhìn cái áo phi hành gia nhìn ngào thế. Trước tiên xếp kem này đã. Thì bây giờ quyết định là sẽ quay cái một tập Alien này sẽ tầm khoảng là dài dài chút cho kiểu là hack, nó hack game nhanh kìa. Thì hiện tại là các bạn cũng không có hứng về cái trò này và mình cũng cũng như kiểu là đang muốn như kiểu là xong cái game này nhanh kìa. Rồi đi tiếp. À, cứ đi xung quanh xem thử có hàng hóa không thôi. Ở trong kia có gì kìa. Low power. Ủa, ai vậy? Hình như thằng nào quen quen. Rip. Rip the whole dead. Chắc có trăng rồi à? What? Why the fuck? I don't know. But I think Samuels does. Samuels? Samuel. Why? Wait, send him to access Apollo. I need to find him. Have you seen Taylor and Marlowe? No. No. They're not here. I think they may have got clear. Ricardo. Ricardo! If I go after Samuels, can you run this place? I need eyes and ears. I'm not fucking staying here. Ricardo, I need you to do this. Can you man the station and keep me covered? Ricardo! Yeah, sure. Of course. Sit tight. Lock the fucking doors and don't let anyone in. Look after me. I'll come back for you. Ok, như vậy là theo thông tin mình biết thì như là thằng Samua như là đã kiểu là gai ra những cái mấy cái bọn Android này kiểu là náo loạn kìa. Thì thằng kia nó kêu là lý do tại sao, nó kêu là lý do tại sao và làm sao mà anh ta có thể làm được. Thì đây chính là quay đây. Thì ông kêu là quay đã đưa cho Samua một cái địa chỉ, một cái thông tin gì đó về con mấy con Apollo á, là mấy con Android này, là nó kiểu như là nó sẽ làm theo những ý muốn của mình đó kìa. Thì mình nghĩ là chắc Samua chính là cái nguyên nhân chủ yếu làm ra cái này. Thì mình cũng kiểu là phân vân kìa. Vì đấy quyết định chúng ta phải đi tìm Samua. Trước tiên là đi đến cái phòng di chuyển nhá, cái phòng mà lúc trước di chuyển xe kìa. Ủa?
Wow. Ui, mắt đỏ. Mắt đỏ à? Thì mình nghĩ là cái gì ta? Sử dụng cái game gì ta? Đâu rồi rồi. Này cái EMP nữa. Đúng rồi. Gọi là EMP. Thì mình nghĩ là sử dụng EMP này là như kiểu là mấy con Android nó sẽ ảnh hưởng, nó sẽ gặp những cái rối loạn về mạch điện kìa. Vì thế là cái EMP này có thể giúp cho mình có thể chống lại mấy bọn Android. Có lẽ là mình nên đi vào hướng này. Đúng rồi, hướng này. Mở ra. Giờ biết tìm xem mua chỗ nào ta. Giờ xem là có món đồ gì không đã. Dù sao mình cũng phải lắp mấy cái này nè. Đó. Bây giờ còn thiếu cái nữa. Khá là khó tìm. Cái gì á? Wow, công nhận có nhiều người chết kinh bên nghe. Nào, xem nào. Cần phải tìm cái bộ mạch này nè. Nhưng mà chưa tìm ra. Không có gì, nghèo quá. Chỗ chết kiểu như... Ủa, gãy cổ chết kìa. Kinh vãi hồn ra. Giờ sao ta? Keep out. Ủa, súng rồi. Đây. Giờ cứ đi theo hướng này. Chúng ta cần phải đi theo hướng này. Ok. Sắp đến rồi. Ủa, có người à? Wow, Android. Thử nè. Thử dùng cái stun baton nè. Từ từ đã. Stun baton. Sao ấy? Ủa. Ủa, sao này? Bãi hàng một con bốn viên đạn. Như vậy cái stun baton này nó cũng như kiểu là gây ra những cái chấn động về mạch điện bọn nó này là ok. Để xem nào, mà sử dụng cái gì ta, cái vũ khí gì ta, nhớ quên mẹ, cái vũ khí như cái cờ lê á, chuyển đổi sang như thế nào kìa. Đây stun baton. Shotgun. Ok, ok đi. Tính sao? Ở đây lúc này quên. Giờ mới nhớ. Giờ mình sẽ sử dụng cái stun baton này, sau đó là dòng. Sau đó dùng nó đập cho nó chết, hiểu không? Cách đó là mới học được. Đây rồi. Đâu ta? Chỗ ok mẹ đi. Chúng ta nên tiết kiệm đạn. Đây rồi. Gọi. Mà lại đấy. Chích điện nè. Ủa, vãi. Chích đặt mới đau chứ. Bỏ tao ra nào. Câu cỏ. Bẹt. Đây rồi, hàng tới rồi. Đây là như kiểu là một cái xe vận chuyển thôi chứ thực sự là gì á. Ok đi. Wow, có ai không thế? Cái này nó làm mình nhớ tới cái vụ cái hồi Alien á. Cái vụ á, đang bấm cái coi đó là Alien đang xuất hiện. Thì kinh hồn. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đến cái... Ok, nói chung là chúng ta đến nào rồi. Xem ở nhiệm vụ tiếp theo là gì. Bùng. Mở ra. Ok.
Yeah. Clear. I can see activity on terminals on the top levels of Phoenix and Synthetics. Rip, I'm not sure I can do this. Ricardo, I need you to focus. You're in charge now. In charge? In charge of what? A room full of dead people? This is fucked up! Focus, Ricardo. If Samuels can talk to Apollo, he can get the androids to stand down. Then this will all be over. Okay. Bây giờ tìm Samua ở trong cái season synthetic synthetic rồi vậy, đọc như vậy biết đúng nữa. Thì hồi nãy kêu là có một cái phòng cái máy hoạt động ở trên tầng trên, thì mình nghĩ là tức là mình kêu thằng Ricardo là lo phụ trách cái việc đó đi. Nó kêu là nó sợ, nó không dám, nhưng mà nó kêu là nhưng mà dù sao cứ yên tâm đi, nếu mà chúng ta có thể tìm được Samua thì anh ta có thể nói chuyện được với bọn Android và giúp cho mấy cái bọn Android đó không náo loạn nữa. Thôi, lúc đụng quá. Không được à? Ừ. Yeah. Mi. Thịt à? Hay sao? À không, thịt không phải là đó. Đúng không ta? Không phải là cửa này mà là cửa kia. Trước tiên là vào. À, công nhận mình có nhiều thứ đồ dư quá đi. Thiếu đồ này. Ủa, sao ta? Thiếu gì nữa? Cứ rắp đại rắp cài cho nó bất máy bất đồ đi. Hiện tại thì mình vẫn còn thiếu một cái này. Ok, đi tiếp. Cái này không có cái cạc à. Ok, cứ đi đại vô con đường này đi. Đi. Không biết gì đúng nữa, nhưng mà mình nghĩ là dù sao thì cũng cứ đi đại. Đi như vậy đúng rồi, nhiệm vụ chỗ này mà mình nghĩ là mình sợ là mình bỏ qua cái nào, mình bỏ qua cái gì quan trọng thôi, chứ thật sự gặp cái chỗ nào đi được thì mình đi thôi. À. Nào xem nào. Ủa, cái gì kia? Ủa. There's a security alert firing off in the labs nearby. Elevators are out. Looks like the seeds and synthetics aren't taking kindly to a Weyland Yutani model snooping around. So how do I get up? You have to climb. There's a service vent through to the elevator shaft around there somewhere. Như vậy là những kiểu là mấy cái điện kìa, điện của những thang máy nó bị tắt rồi, nên là mình cần phải leo lên chứ không phải là tự đi nữa. Mẹ thằng này chết kiểu mẹ phong cách vãi. Đúc cái mẹ quy sách vô mỏ. Chắc thằng này mẹ như kiểu xem hentai nhiều. Xem hentai nhiều nên mấy bọn Android nó quất cái cục sách vô mỏ rồi thôi. Từ đó trước kia vào xem để có cái đồ gì không đã. Máy tính có gì không ta? Đây. If you can. Đây là cái mã này. Don't worry if not. I'm coming back. Đâu cái gì như là 8382. Ok 8382. Ok 8382 8382. Không biết đó là cái số gì, nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì mình vẫn tập trung nhớ cái số đó. Mình vừa nhắn gì vậy? Mình thấy mình vừa nhặt cái gì đó, không nhớ nữa. Nghe tiếng cạch quá. Ủa đây, cái này nè, làm tưởng cái gì chứ. Tưởng như vừa nhặt cái gì chứ. Không phải đường này. Xem nào. Ok, cứ đi đường này xem thử. Wow, nhiều người chết quá. Từ từ, kiếm sao. Con này chắc chắn chết rồi nè. Lủng lỗ một đống rồi.
Tức gì vậy? Mẹ tưởng thằng nào ở đâu mở cửa vô chứ. Nhiều lúc cũng giật mình. Được rồi, một cái nữa. Để xem nào. Mà có thể hoạt động ta. Nào, giờ có lẽ mình đang đi hướng này. Wow, có lẽ mình đang đi hướng này. Đi xuống này. Đúng rồi, hướng này đúng rồi, đi. Cái phòng này như cái chỗ này quen. Mình đã từng đi chỗ này một lần rồi. À, đúng rồi chỗ này có đi lần rồi, tập máy nó không nhớ nữa. Đầu tiên là save game rồi đó. Lưu game. Yes. Đúng là ủa, không phải cửa này. Ồ. Hình như không phải là cửa này. Ủa, sao nó chỉ hướng cái này ta? Từ từ đã. Còn thằng máy nhưng không biết đi đâu. Hình như game này nó có thể cho mình đi bất cứ nơi nào. Nơi nào mà mình đã đi qua thì nơi đó thì mình có thể đi được. Thế nên là không phải là hướng này rồi. Chứ mình nên đi hướng này thì phải. Đúng rồi, hướng này. Thằng máy đã bị tắt nguồn ở trong rồi. Đúng rồi, hướng này. Nào xem nào. Ủa, sao nhiệm vụ đang cần nó cần chỉ hướng đi đâu này. Rõ ràng nó ở bên này mà. Cứ theo mấy cái con đường này xem hướng nào. Ở đây. Căng căng chỗ này. Ơ, mình chạy nãy giờ một vòng quanh rồi mà tại sao nó vẫn hiện ở đâu này? Camera giờ hình như là cái máy hỏng rồi phải. Kéo cái lên này à. Đây. Dùng cái này đã. Chạy vòng quanh mới biết chứ. Pum. Đây, 8 3 8 2. Rồi ok. Vậy mất công đi nãy giờ tích tò lò không biết đi hướng nào. Bẻ. Đúng là RAM mình còn yếu hơn khác, RAM 4GB đúng là vẫn còn yếu. Mình nghĩ là mình sẽ nâng cấp nhanh nhanh. Để nhanh rồi. Chính là nơi này rồi. Các thằng thôi. Yeah. Được rồi. Wow, hồi nãy vừa hiện chỗ gì mà. Wow. Không phải cái này. Ở đây hướng này. Không phải đâu. Mở ra là không. Không được à. Tới đây sao hết ta? Ủa bên kia có cầu thang kìa, đúng rồi. Đây. Rồi, leo lên. Wow, cầu thang cao nhỉ. Cầu thang, cái này cầu thang gì đó. Cầu thang phụ, gọi là cầu thang cứu hộ gì đó, nhớ vậy. Đây đâu này. Wow, chuẩn bị nè. Sao rung dữ vậy? Ủa. Đúng rồi, quay, nhanh lên, nhanh lên. Giật mình. Má hồi nãy thấy nó dùng kiểu là bị rung chuyển. Sợ vãi hàng ra. Ủa, đâu ta, dưới kia đâu. Kinh vãi. Ủa, sao nữa ta. Mở cửa. Ở đây, leo đây. Rồi chui vô. Nào đi tiếp. Hướng này.
Tình hình là mình vẫn chưa thấy một cái gì kinh dị ấy. Trừ cái đoạn mà bị con Android nó hù ra thì nãy giờ vẫn chưa thấy gì kinh dị hết. Sao bị lag gì vậy? Đúng mà RAM vẫn có khác. Lock map chậm máy lên. Rồi. Con này chết này mà con này thì sống này. Để mình xem nào. Mẹ chứ, bắn y pen hột. Mình đang ở đâu này? Lại bị kéo này. Ricardo, I'm here. Looks like the place synthetics go to die. Wow. Đức đào rồi. Đức đào ở trong này. Wow. Are you okay? Nó chết rồi. Con nào cũng chết rồi nè. Con này bị phục máu này. Xì khói này. Oh my god. Con này thì mình nghĩ nó chết rồi. Tại vì nó phục máu rồi. Tình hình bị lag rồi. Có lẽ là do RAM. Ui. What the fuck, cái này gì đây? Nó đứng khựng này. Hết pin à. Con chết rồi nè. Wow, ở đây có nhiều con Android chết quá. Cái này gì đây? Năng... Cái này là điện gì á? Kệ, cứ làm đại xem thử. Là nhiệm vụ là gì? Không hiện nhiệm vụ. Wow, nhiều người chết quá. Gì vậy? Tiếng gió thổi nữa chứ. Gì vậy? Pin à. Nhưng mà keo mát item rồi chứ không cần. Để xem nào có đồ gì không ta. Cái tiền bơm máu rồi đó. Tìm cánh cửa gì, tìm cách lấu nào đó để có thể qua được cánh cửa điện này. Đây gọi là cánh cửa điện. Ồ, như vậy là hết điện rồi. Phải cho năng lượng. Như vậy cái máy phát điện hồi nãy chính là cái giúp cho mình vượt qua cái chỗ này. Hàng gì? Chắc rồi này. Cái cặp mắt của mình rất là tinh vi thế này là các bạn. Nên khâm phục mình đi. Có thể nhìn được ai chết và ai sống. Ủa sao có chỗ trốn này. Rồi hết này. Đây. Đâu ta? Ủa, cái nào đâu? Đây. Ok. Lâu ngày không trở lại. Tự nhiên quay mắt cách bấm nhanh tay. Lại mấy cái đồ núp này. Lại mấy cái đồ item. Ủa, trong đây có gì không? Chắc là vô nhặt đồ thôi chứ không có gì. Ok, đi tiếp. Để mình đi vào chỗ này xem thử. Như vậy những cái nguồn điện đây vẫn là như vậy là phải đi xung quanh để tìm thử cái nguồn điện. Chắc nhiều quá đây. Ủa, turn off à? Ui, ui cái gì đây? Ui tưởng quá quá quá, nhầm nhầm nhầm. Sorry sorry sorry, nhầm nhầm nhầm. Trời ơi.
to sleep more chance to dream. Phải. Đâu nhô lên kinh rồi. Hồn thiệt mà nghe. Nhưng mà có lẽ là xong rồi á. Gì vậy? Được chưa? Năng lượng vẫn còn quá yếu. Đây, cái này nữa. Sao? Cái gì vậy? Hình như năng lượng vẫn còn quá nhiều sao quá yếu gì đó. Phải không ta? Đây, tắt này luôn. Rồi, vui lát quá. Bung ra. Rồi ok, đi. Cẩn thận thôi. Ơ, cửa khóa rồi. Vừa đi chút xíu khóa mẹ rồi, chán thiệt. I must have access to Apollo. Open the tower transit for me. Apollo transit reserved for Sikhs and executives and synthetics only. Hmm? Right, then I'll have to find a way to talk to Apollo directly. Bio containment hazard level Omega. All permissions rescinded. I don't have time for this. Ủa? Đã hồn. Thằng này mạnh mẽ. Có vỏ à. Ủa sao mình không nói ra? Hay là mình đang nghi kiểu như là nghi ngờ thằng này? Mà tại sao nó lại làm cái kiểu như là gai nấu loạn cái tay Android này? Chả hiểu. Tìm Samua. Mẹ hồi nãy nó đứng trước mặt mày, đứng trước mặt mình sao mình không kêu đỡ đi rồi mới đò tìm, chả hiểu. Bấm này vô. Rồi đi tiếp. Ủa, cái gì này? Wow, nhìn trong nó ảo dịu á. Như kiểu là Picasso á. Wow. Ôi. Vâng. Chào đại ca lực kiếm việc. Vâng, chào đại ca lực kiếm việc. Bắt tay cái nào? Ok, không có thể bắt này. Đây. Bắt tay. Bắt tay. Đây là thanh niên kiểu là bơ phờ nhất. Nó kêu là lực đại ca à, lần đầu mới nghe. Vâng, em là đứa sinh viên, hôm nay là mới học mà mới quyết định sẽ làm đệ tử lực đại ca. Còn thằng này như thế nào ta? Cái này gọi là kiểu là chưa kịp nói gì đang chuẩn bị xíu sọ quần áo à. Đó, bây giờ mà nó giải thích tất cả những cái hành động là như thế nào, tìm cách để thoát ra khỏi phòng trưng bày. Đây à. Đúng không ta? Đọc mấy cái nốt mà chán lắm thiệt luôn, mình không bao giờ muốn đọc. Nhìn sao trong nó ảo diệu này nhỉ. Thấy nó là lạ. Kiểu gì á. Nào xem nào. Cánh cửa đã bị khóa. Không biết có đồ gì không ta. Quanh đây có đồ gì không ta. Lúc đồ nào. Sound room 000. Ôi dồi ôi. Làm gì ta? Con bé đi ra ngoài à? Nó chỉ hướng này mà. Tìm cách rồi. Tìm như nào ta? Tiếng gì? Tiếng mình chạy mà còn giật mình nó mới ra chứ. Thay pin. Để mình xem nào. Có đường nào không ta? Và đi xem xung quanh. Không có gì cả. À,
một căn phòng nhỏ bé như này mà tìm mà phải đi tìm cách đây. Vẫn chưa tìm được cách đây. Khổ. Để xem là có thể craft đồ không. Nó kéo ở trong cái khu này. Tìm lối đi. Wow. Cái đường này có chút xíu này mà nãy giờ tìm chứ xong nữa. Có gì trong này không? Không có. Đây là nước súp cà chua vậy. Cái gì vậy? Bàn phím à? Máy tính vậy? Mình phải tìm cách đây. Tìm lối đi. Đây à? Cái nào không phải rồi. Tìm như nào? Gì vậy? Họ mấy cái đồ item này. À như vậy như mình đang có một sự bí nhẹ. Một sự bí nhẹ. Season Pass. Ok. Tình hình vừa mới đây. Chứ là lúc này. Đúng ta. Yeah. It's okay. You need an appointment. Cái gì? Ui, mẹ, thánh rồi. Chờ rồi, chờ rồi, chờ rồi, chờ rồi. Bỏ ra. Cái gì vậy? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ui. Ui, làm sao vậy? Làm sao vậy? Tiếp tục rồi. Giờ làm sao? Ui, nó phá cửa. Chết khổ rồi. Chạy nhanh lên. Chạy hướng nào vậy? Ui, đã sắc cơ nè. Ui, có đạn rồi. Ui, súng này. Ui, súng nhiều quá. Ui, súng này. Ui. Lưu game. Lưu game, lưu, 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 lưu. Nhanh, 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 nhanh. Rồi, ok, lưu game lại. Chắc phải mấy kiểu như là chiến đấu rồi. Đúng không ta? Ui, nó phá cửa thiệt rồi. Ui trời ơi, đông thế. Từ từ đó. Ơ nhầm. Ủa, đông hết nhỉ. Thôi đặng cái nhánh nào, nhanh nhanh nhanh. Đông quá. Né kìa. Ui nó né, nó né. Ui nó né hai mày. Ui bỏ tao ra. Từ từ nào. Mẹ. Từ từ. Bỏ tao ra. Mày giỡn. Mày giỡn. Một hit. Đây. Ui đạn nhiều quá nhỉ. Ủa, trừ mới thấy đạn đâu, loại nhiều này. Keycard à? Giờ cần, ui, ui, Molotov. Ui, cha lửa nè. Sướng rồi. Hai vải. Ui, giờ mới được bắn lậu, sướng rồi. Thay đạn. Đây, keycard đây. Ủa sao đứng mẹ rồi. Ủa lâu lâu lát phát giật cả mình rồi. Ủa vẫn còn hai đứa à. Tụi bay có làm gì không thế. Nói. Nói ra. Thôi đùa thôi. Tống phi đạn mình. Mẹ.
thay mẹ thay gì có một viên đạn vậy bố. Hồi nãy vào chưa tìm hết đồ trong kia, mình cần phải vào trong kia tìm xem thử, xem mình có bỏ sót gì không nữa. Nào, tìm xem thử nào. Đây đạn đây. Còn gì nữa không ta? Lưu game rồi đã. Hồi nãy lúc hồi nãy mình lưu game lúc chưa chiến đấu với mấy bọn Android. Giờ chiến đấu xong mình vẫn sẽ xếp game. Đi thôi. Mẹ kiếp, chuột hàng nhiều này toàn mấy hàng nóng không rồi. Đây, kia cận đây. Đây. Rồi. Cái gì vậy? Vừa xếp kem xong chỗ này có xếp kem nữa. Hình như bên này vậy. Bên này nè. Mẹ cái tiếng gì bữa vậy ta? Mẹ biết là tiếng mấy cái tiếng Gen Six kia nhưng mà sao nghe bữa vãi. Đây. Đây nó vẫn còn hoạt động này, cái tay nó vẫn còn cử động này. Thôi chết mẹ rồi. Ok. Tình hình là sao có bị lag này. Mẹ nâng cấp cặp mà chưa nâng cấp RAM chứ nó yếu dưới này. Ok, cái đây luôn. Tìm xe mua ở cái station. Vẫn là nhiều nãy. Bên này chứ, nhầm. Đâu, vô đây rồi, đúng rồi. Mình sẽ vô đây. Tích. Quay nãy giờ hơi nhiều. Thì mình nghĩ là chắc là mình sẽ dừng game tại đây. Có gì tập sau mình sẽ gặp lại các bạn ở. Mình nghĩ là tập sau thì tầm khoảng là khi nào mình mà quay xong cái trò Valenhurst á thì mình tiếp tục sẽ quay cái trò này. Thì tại Valenhurst nó sắp hết rồi. Ok. Có gì thì tập sau mình sẽ gặp lại các bạn. Goodbye.